Phong thủy Gia Cát xin kính chào quý khán giả. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta thì chắc hẳn cũng mong mỏi có một cuộc sống an nhàn, sung túc khi về già. Thời tuổi trẻ với biết bao đam mê hoài bão rồi cũng sẽ qua đi. Sự nỗ lực cùng với vận mệnh sẽ quyết định được cuộc sống sau này của bạn. Nhờ phúc phần trời cho nên những con giáp may mắn này thường xuyên đón được thần tài lộc vào nhà, quý nhân đưa đường chỉ lối nên càng về hậu vận thì càng giàu sang phú quý, tiền bạc dư giả. Đặc biệt là bước sang 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, những con giáp sau đây sẽ đổi đời, bước sang một trang mới. Cụ thể đó là những con giáp nào? Mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây của Phong thủy Gia Cát. Tuổi Mùi. Tử vi năm 2020 của tuổi Mùi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch cho thấy, con giáp này gần đây vận khí khá vượng, tinh thần cũng hứng khởi, tràn đầy tự tin về tương lai phía trước. Bản thân những chú dê là người khiêm tốn và cầu thị, sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp và tự rèn luyện bản thân, học hỏi thêm những điều mới mẻ, chỉ cần có lợi cho công việc thì quyết chẳng từ chối. Bản mệnh hiểu rằng công việc không thể chỉ dựa vào chút tài lẻ, phải thực sự nỗ lực thì mới có được thành công, mới có được tài lộc về tay, nhất là ở thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế như bây giờ. Những ngày cuối tháng 5 âm lịch này, bản mệnh sẽ cần phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần. Chẳng phải vì bản thân mình mà vì những chú dê luôn muốn mang đến cho người thân của mình cuộc sống tốt nhất có thể. Có thể nói con giáp này cũng là người khá coi trọng sự nghiệp, dù bên ngoài họ không hề tỏ rõ điều này mà thường khá là khiêm nhường, không để lộ tham vọng của mình. Bản mệnh mong muốn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, có thể gây dựng nên đế chế riêng của mình, không thì ít nhất cũng phải bước lên được những đỉnh cao danh vọng. Cơ hội thăng quan tiến chức của tuổi Mùi sẽ đến trong những ngày gần đây khi mà áp lực công việc gia tăng và khối lượng công việc cần làm chỉ có nhiều lên chứ chẳng hề giảm đi. Nếu làm tốt nhiệm vụ được giao, nắm bắt cơ hội này thì bản mệnh có thể sẽ được cấp trên cân nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực mà bạn đang nắm giữ. Chỉ cần bạn dám nghĩ, dám làm, đối đầu với thử thách và giữ vững tinh thần quyết tâm chiến đấu đến cùng, không lùi bước vì khó khăn thì chắc chắn thành công sẽ gọi tên. Chẳng những được thăng chức mà bản mệnh còn được tăng lương tăng thưởng. Chúc mừng tuổi Mùi! Giữa lúc bao người bị thất nghiệp vì cắt giảm nhân lực mà có tin vui như vậy thì quả là điều may mắn. Theo các chuyên gia tử vi thì họ có nói rằng những gia chủ tuổi Mùi là con giáp nhận được may mắn thành công từ khi nhỏ cho đến thời điểm này. Mọi cơ hội, mọi thành công sẽ đến với những gia chủ tuổi Mùi. Thiên thời địa lợi phù hợp để bạn có thể tiến hành kinh doanh đầu tư sẽ có thành quả mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Do có thiên tài chiếu mệnh nên việc làm ăn của tuổi Mùi diễn ra khá là thuận lợi, đặc biệt nếu làm trong các lĩnh vực như tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc là thực phẩm. Trong năm nay, các quyết định đầu tư của bản mệnh thường khá chính xác, mang lại nguồn thu dù không dồi dào thì cũng đủ để bạn có thể sống sung túc, không cần phải lo lắng nhiều đến vấn đề chi tiêu. Những người làm buôn bán thì có một khoảng thời gian làm ăn thuận lợi, chỉ cần giữ được chữ tín thì bạn sẽ nhận được sự tin tưởng từ đa số khách hàng, khiến cho việc buôn bán đi vào guồng và phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, trong làm ăn hay kinh doanh, bản mệnh cũng nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên có những quyết định nóng vội chỉ vì ham lợi ích trước mắt, bởi sự tham lam có thể đẩy bạn rơi vào hoàn cảnh tài chính thất thoát, làm ăn thua lỗ, thậm chí là phá sản. Bên cạnh đó thì trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh cần phải chú ý tới các hoạt động thu chi, không nên vì có tiền mà chi tiêu bạt mạng, dành tiền vào những mục đích không cần thiết. Hãy luôn chú ý dành một khoản cố định để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch của tuổi Mùi về phương diện tài lộc thì con giáp này trong năm nay có sự nghiệp phát triển tương đối thuận lợi, nhờ thế mà nguồn thu tài chính cũng khá là dồi dào. Tuy nhiên, vì dễ bị thị phi bủa vây nên bản mệnh cũng gặp phải tai họa khó lường. Để hóa giải những điều không may, đồng thời tăng thêm những tác động tích cực, bản mệnh có thể ứng dụng các kiến thức phong thủy để giúp công việc kiếm tiền làm ăn kinh doanh thêm phần thuận lợi. Tuổi Ngọ là người yên lộc dồi dào, mệnh số nhiều phúc khí, mệnh nhanh tâm thẳng, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, nam mạng trị gia, tính tình cố chấp, được người kính phục, nữ mạng thì vượng phu ích tử, dáng người xinh đẹp. Phần lớn họ là người có chí phấn đấu, có thể tùy theo thời thế mà nắm bắt thời vận, tự khống chế bản thân, thích kết giao bạn bè, thường gặp hung hóa cát và có lòng thương người.
Nếu trong mạng có nhiều cát tinh là người có thể mạnh mẽ kiềm chế dục vọng bản thân, xác định rõ mục tiêu của cuộc sống. Thường họ là người có thể tu dưỡng bản thân, xử sự chừng mực nên được nhiều người tôn trọng. Sẽ là tháng đầu tiên mà tài lộc khởi sắc rực rỡ. Con giáp này có thể chuyển mình đứng dậy sau những tháng ngày vất vả lo toan, đủ tiền bạc chi tiêu hàng ngày. Thật bó công mong chờ khi mà cuối cùng con giáp này cũng được nhìn thấy cảnh tài lộc ùn ùn kéo về nhà mình. Bản mệnh sẽ có được túi tiền đầy ắp khiến cho ai nấy cũng phải trầm trồ. Càng bước về cuối tháng thì tài lộc càng vượng sắc rực rỡ hơn nữa. Chẳng những may mắn, con giáp này còn được quý nhân trợ lực để tìm ra con đường thuận lợi nhất cho mình. Việc làm ăn kinh doanh phát triển cực thịnh. Nếu có cơ hội để đầu tư làm ăn thì tuổi ngọ chớ nên bỏ lỡ, bởi đây là thời điểm mà con giáp này có khả năng thắng lớn với những ý tưởng kế hoạch của mình. Tiếp theo đó là tuổi Dậu. Các chuyên gia tử vi học có nói rằng trời sinh con giáp này đã thông minh lanh lợi, đặc biệt cực kỳ tự tin vào bản thân mình. Sự tự tin đó khiến cho tuổi Dậu làm gì cũng khiến cho người khác cuốn theo, có thể thuyết phục người khác đi theo mình mà không cần phải khua môi múa mép quá nhiều. Bản thân con giáp này làm ra làm, chơi ra chơi, kỷ luật nghiêm ngặt với chính bản thân mình. Bản mệnh không cho phép mình được sai sót, luôn cố gắng để đạt được sự hoàn hảo trong công việc, dù điều đó khiến cho bạn tốn thêm nhiều công sức hơn so với bình thường. Sự nhiệt tình và trách nhiệm với công việc khiến cho tuổi Dậu dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ cấp trên. Bước qua những ngày cuối tháng 5 âm lịch này, thử thách dành cho bản mệnh cũng sẽ nhiều hơn hẳn. Con giáp này không vì thế mà nản lòng, càng nhiều thử thách thì bạn lại càng có thêm động lực chiến đấu. Với những chú gà thì đây chính là thời cơ hiếm có để bạn khẳng định mình, để có thể đạt được những thành tựu mới, đạt được vị trí mà mình hằng mong muốn. Nắm bắt được thời cơ, lại có sẵn năng lực vượt trội hơn người, quả là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì thế mà tuổi Dậu có thể sẽ thăng tiến với tốc độ kinh người. Bạn sẽ không để cấp trên phải thất vọng vì đã tin tưởng và trao trọng trách cho mình. Bất cứ nhiệm vụ nào được giao thì con giáp này cũng hoàn thành xuất sắc, con đường hoạn lộ phía trước thanh thản rộng mở. Trời sinh con giáp này đã lạc quan vui tươi, dù giữa mùa dịch bệnh bao người lo lắng không yên, nhưng con giáp này vẫn việc mình làm, chẳng để bản thân hoang mang mà hiệu quả làm việc giảm sút. Từ nhỏ thì tuổi ngọ đã biết phải học hỏi người khác mới mau tiến bộ. Dù đôi lúc tính tình còn bướng bỉnh, nhưng bản mệnh luôn cố gắng để khắc phục nhược điểm đó của mình. Bù lại, khi mà gặp phải khó khăn trở ngại, hiếm khi nào mà con giáp này chấp nhận bỏ cuộc hay là lùi bước. Với bạn, lùi một bước thì phải tiến ba bước, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, quyết không chịu thua. Thực tế chứng minh là chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, tìm đủ mọi cách thì sẽ đến được với thành công. Vận mệnh nằm trong chính tay của bạn. Những gia chủ tuổi này có niềm tin sắt đá, thế nên dù trong hoàn cảnh nào cũng hết lòng với công việc, luôn dũng cảm tiến về phía trước, có việc gì khó là xung phong trở thành người tiên phong, dẫn đầu. Những ngày cuối tháng 5 này, công việc có nhiều trở lực hơn, nhưng điều đó không cản trở con giáp này thăng tiến, bởi lẽ bạn biết cách nắm bắt cơ hội giữa khó khăn. Khó khăn xung quanh càng làm bạn trở nên nổi bật hơn trong số đồng nghiệp của mình. Từng bước đi lên bục cao danh vọng, chắc hẳn tuổi ngọ sẽ đón tin vui thăng tiến nhanh thôi. Xem thêm tử vi tháng 6 cuối. Tuổi Hợi. Họ có khả năng tập trung cao, tinh thần lạc quan tương đối, tính thành thực, chân thành, làm gì cũng có tâm, dám làm, cũng dám tin tưởng vào người. Tuy nhiên thì khuyết điểm của họ cũng không thiếu, khiến họ gặp phải khó khăn. Về ưu điểm nổi bật, người tuổi Hợi chính trực, làm việc cũng chuyên tâm, nhân duyên cơ hội cũng rất tốt. Tính tình ngay thẳng, tâm địa thiện lương, nội tâm kiên cường, có thể bảo vệ bản thân cũng như là những người quan trọng. Có khó khăn thì tuổi Hợi trực tiếp đương đầu, là người trọng tình trọng nghĩa, đàng hoàng thẳng thắn, không câu nệ tiểu tết. Tiếp nữa, người tuổi Hợi bẩm sinh có suy nghĩ tư tưởng đơn thuần, không tính toán chi li. Họ tuyệt đối không phải là người có thể là đâm sau lưng người khác, bán đứng bạn bè. Thái độ của tuổi Hợi đa phần là hiền hòa, nhẫn nhịn. Họ không có dối trá quanh co hay là lừa gạt người khác. Trí tuệ của tuổi Hợi phong phú, thông tái, ham học hỏi. Họ có thể hùng biện, có thể dùng trí tuệ của mình đương đầu với khó khăn. Về mối quan hệ bạn bè, nếu không kết giao thì thôi, nếu đã trở thành bạn bè thân thiết, tuổi Hợi sẽ luôn quan tâm chú ý đến tình bạn này. Có tài,
Tuy nhiên, tư tưởng sống vui, khỏe, có ích, vì thế mà không làm việc bán mạng, biết cách làm việc vừa phải để hưởng thụ cuộc sống, giỏi phê bình, chê trách người khác, lại không giỏi giao tiếp, góp ý, vì vậy mà nên tránh những trường hợp này để khỏi bị tai bay vạ gió. Tuổi Hợi sẽ rất may mắn trong việc kiếm tiền và nhận được lợi ích trong đầu tư chứng khoán. Nhưng bạn nên kiểm soát tiêu tiền, nếu không bạn sẽ không cân bằng được thu nhập và chi phí, không tiết kiệm tiền. Ngoài đầu tư, bạn cũng sẽ cơ hội nhận được lợi nhuận từ việc mua vé số, nhặt tiền hoặc là được cảm ơn vì mạnh dạn làm những gì chính đáng. Nói một cách dễ hiểu, hãy làm nhiều việc tốt hơn và tích lũy may mắn để được ban phúc nhiều hơn trong tài lộc và nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Những cơ hội có thể tạo ra lượng thu nhập nhất định thì có thể bị người khác chộp lấy. Bằng cách này, lợi nhuận cá nhân của bạn sẽ bị xâm phạm. Những kết quả không may mắn này sẽ đến từ các cuộc chạy đua thất bại hoặc thái độ cạnh tranh tiêu cực đối với công việc và cuộc sống. Bạn nên tránh xa các khoản đầu tư mạo hiểm và cũng tránh hợp tác với bạn bè trong năm nay. Tuổi Hợi đi làm việc sẽ có thu nhập ổn định, bạn nên tập trung vào tiết kiệm và tránh các chi phí không cần thiết. Tất cả các khoản đầu tư nên cẩn thận và tiết kiệm. Tuổi Tuất. Được biết đến là con giáp vui vẻ, phóng khoáng, tuổi Tuất là người có trái tim ấm nóng, luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực. Sự nhiệt tình ấm áp từ con giáp này lan tỏa đến cả những người xung quanh mình. Tử vi của 12 con giáp cho thấy tính hóm hỉnh hài hước của bản mệnh sẽ là thỏi nam châm thu hút mọi người. Bạn dễ dàng có được cảm tình của những người đã tiếp xúc với mình, dù là trong cuộc sống hay trong công việc thì bản mệnh cũng đều được nhiều người giúp đỡ. Trong công việc thì những chú chó thực sự là người có tinh thần trách nhiệm cao, cấp trên luôn cảm thấy yên tâm khi mà giao bất cứ nhiệm vụ gì cho con giáp này. Bản mệnh không ngại khó ngại khổ sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mà một điều kỳ lạ đó là dù có bao nhiêu trở ngại trước mắt thì sau cùng con giáp này cũng sẽ thuận lợi đạt được mục tiêu của mình. Bản mệnh bận rộn với việc nhưng cũng vô cùng nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Việc kiếm tiền của tuổi Tuất sẽ trở nên dễ dàng thuận lợi hơn khi con giáp này bước vào tháng 5 âm lịch. Đây là lúc mà tin vui về tài chính sẽ liên tiếp báo về. Bản mệnh có lúc còn không có thời gian để nghỉ ngơi vì thời cơ kiếm tiền đến dồn dập, ngơi tay là mất tiền. Đặc biệt, những người làm kinh doanh về lĩnh vực ẩm thực hay bán lẻ sẽ có được mức lợi nhuận tăng vọt hơn hẳn so với thời gian trước đó. Bản mệnh được thần tài chiếu cố, ngồi yên cũng có người giới thiệu cho cơ may tài lộc, không muốn kiếm tiền cũng khó. Với những bạn chuyên đầu tư kinh doanh thì quý nhân sẽ dẫn dắt cho bản mệnh tìm thấy được những mối đầu tư sinh lời khá là thuận lợi. Tất nhiên, bản mệnh sẽ phải làm việc, phải bỏ công sức của mình ra, nhưng với mức độ lợi nhuận thu về sau đó thì bạn thấy hoàn toàn là xứng đáng với những gì mình đã làm. 10 ngày cuối tháng 5 này, bản mệnh sẽ nhận được nhiều may mắn nhờ những việc làm từ trước đó của mình. Nói tuổi Tuất là con giáp thăng tiến vào cuối tháng 5 âm lịch cũng chẳng sai, vì người có công thì cấp trên ắt hẳn sẽ chẳng bỏ qua. Cuối cùng thì qua cơn bĩ cực cũng đến hồi thái lai, bản mệnh sẽ nhận được sự tin tưởng và sự tín nhiệm từ cấp trên. Có thể được giao thêm nhiều trọng trách mới mà trước giờ bạn chưa hề nghĩ mình có thể được phép đảm nhận. Cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp này cuối cùng đã đến. Bản mệnh đừng để mình bị tuột sức vào thời điểm cực kỳ quan trọng này nhé. Mọi chuyện thì cực kỳ suôn sẻ và thuận lợi đến mức chính con giáp này cũng nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Hãy mạnh dạn tiến về phía trước, làm hết sức mình để đạt được mục tiêu mình mong đợi nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.